xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Đã lâu lắm rồi, có lẽ rằng là đã khá lâu rồi Mỡ chưa mang đến cho anh em một cái gameplay của cái vị tướng Irithel, đúng không ạ? Bởi vì là ở thời điểm hiện tại rất buồn khi mà nói rằng Irithel không phải là một trong những cái chất tướng xạ thủ mạnh ở meta hiện tại, cho nên cũng là dĩ nhiên thôi, chúng ta sẽ không thấy được nhiều video clip mà Irithel xuất hiện, bởi vì ở thời điểm hiện tại Mỡ cũng đã đạt được đến cái mức rank gọi là thần thoại 2, thần thoại 1 rồi, cận vinh quang thần thoại rồi. Khi mà lên đến những cái cấp rank này thì những cái vị tướng như Irithel rồi thì Leslie các thứ các kiểu sẽ lùi vào trong hậu trường và nhường chỗ lại cho đó là Yi Sang Xin, đó là Brody và những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại khác kiểu như Claude, Bruno các thứ các kiểu. Cho nên là cái việc Irithel khuất bóng ở trong trận rank cao nó là cái điều quá là bình thường thôi anh em, quá là bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng mà ngày hôm nay thôi thì chúng ta sẽ cố gắng thử dướn xem mang Irithel vào trong một cái trận đấu ở cái mức rank vinh quang thần thoại hoặc là thần thoại á, để xem rằng cái màn trình diễn của cái vị tướng này liệu rằng có chơi được không. Và thêm một cái thông tin nữa là Mỡ cũng mới chia sẻ với anh em ý, là Irithel ở cái phiên bản này cũng được tăng sức mạnh đi xíu xíu, khi mà cái tốc độ di chuyển của cái cô nàng này khi mà kích hoạt cái chiêu cuối thần nỏ ấy, là nó nhanh hơn rất là nhiều. Tức là ở cái dạng bắn ra chiêu cuối thần nỏ thì Irithel sẽ di chuyển nhanh hơn. Đó, chúng ta thì cùng xem là khi mà Irithel có được cái chiêu cuối ở dạng thần nỏ thì cái khả năng cơ động của cô ta sẽ như thế nào ha. Và đây là cái trang phục lữ khách thiên hà của cái cô nàng Irithel, một trong những cái trang phục cực kỳ đẹp và đắt giá xịn sò của Irithel, bên cạnh đó là Irithel cung hoàng đạo Zodiac anh em ha. Thì cái trang phục này và Irithel cung hoàng đạo, mỗi một cái trang phục nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Trang phục này thì tông màu chủ đạo như anh em có thể nhìn thấy là tông màu chủ đạo là tông màu vàng. Irithel có trong mình một cái bộ giáp cơ khí và đặc biệt là cái con báo nhìn cực kỳ xịn sò và ngầu lòi anh em ạ. Đi với Mỡ ở đường trên đó là Irithel cùng đó là cái vị tướng Yi Sang Xin. Đó, đường giữa thì đang là team bạn, ba cái người chơi này là ba người bạn với nhau anh em ạ. Lúc đầu Mỡ chọn tướng cơ, còn bảo với Mỡ rằng là đừng có pick Irithel bởi vì bọn tao đi ba với nhau. Tưởng là Mỡ tranh mid anh em ạ, nhưng không, Mỡ bảo là cho tao xin Irithel tao đi solo đường trên. Xạ thủ meta hiện tại thì nếu như mà những cái chất tướng xạ thủ thuần ý, kiểu như là Yi Sang Xin hay là Bruno ấy, thì thường sẽ bị đẩy lên đường trên và để đường giữa cho những cái chất tướng xạ thủ bên phía của team bạn sát thủ như kiểu Lancelot rồi các thứ các kiểu, những cái chất tướng sát thủ có tầm ảnh hưởng ở giai đoạn đầu game đi nó sẽ ok la hơn rất là nhiều. Rồi, Yi Sang Xin team bạn đã có một cái động thái họ lùi hẳn về bởi vì là anh ta đánh hơi được có Lancelot và Gatot Kaka cùng với đó là cái vị tướng Angela lên. Trong trận đấu này thì tầm ảnh hưởng của Irithel ở giai đoạn đầu game hầu như là không có anh em nha. Ngưỡng sức mạnh và lượng sát thương của Irithel cần khá là phụ thuộc vào từ 2 cho đến 3 món trang bị. Cho nên là ở giai đoạn đầu game khi mà chưa có đồ chúng ta đừng có đánh nhau. Ui, má đường dưới ban mình lại ăn được Yu Zhong anh em ạ. Có cái gì đấy nó hơi sai sai ở đây vãi nồi. Mà ông Yu Zhong ông ý còn cầm chảm sát nữa cơ, mà ban mình lại ăn được thì đúng là vãi cả lông nách anh em ạ. Nhưng thôi kệ đi, chúng ta cứ sống cho trọn vẹn ở cái đường trên của chúng ta là được rồi. Sẽ là nấp này, tiến hành farm trọn vẹn cái đợt lính này và lát hit nếu như có thể anh em nha. Quan trọng nhất là cái con xe bán tiền kia là chúng ta phải lát hit được này. Có được cho mình sớm những cái trang bị đầu tiên thì lúc đấy chúng ta mới có thể đào đường mà đi gánh được. Nói chung là cá nhân Mỡ cho rằng là cái tầm ảnh hưởng của cái con Irithel ở giai đoạn đầu game so với Yi Sang Xin thì không bằng với Yi Sang Xin được anh em ạ. Bởi vì cái con Yi Sang Xin này, khi mà nó ở đường trên nó đạt tới cái level 4 ý, là nó có thể đi tham gia giao tranh với tính được nhiều cái chiêu cuối chấn sơn, phát hiện tầm nhìn cũng như là dồn đam rất là ok la. Còn con Irithel này muốn đi tham gia giao tranh với team ý, thì nó sẽ phải bỏ lane. Đấy anh em thấy không? Con Yi Sang Xin nó cứ thả chấn sơn ra là nó phát hiện được vị trí với cả nó cấu rỉa rất khó chịu và ui. Trời má ơi, Yu Zhong đi thua với Bannon à? Kèo này nghe chừng là hơi sai anh em ạ. Nhưng thôi kệ đi, Mỡ sẽ quay trở lại cái đường trên. Liên tục là cấu rỉa đến từ vị trí của Yi Sang Xin rất khó chịu. Anh em đã thấy cái sự khó chịu đến từ cái con Yi Sang Xin chưa? Hơn nữa là Mỡ thấy là cái ngoại hình với cả cái modem của con Irithel này nó hơi to, cho nên cảm giác như rất dễ bị những cái kỹ năng của Yi Sang Xin bắn trúng anh em ạ. Thôi không ăn con này rồi anh em ạ. Xem. Bởi thằng Yi Sang Xin nó cứ ở đây, nó cứ nhồng ở đây này. Liên tục là cấu rỉa đến từ hai cái kỹ năng dạng kích hoạt tầm xa của Irithel để mà cấu đi phần nào để bớt đi cái sự hung hãn đến từ cái vị tướng xạ thủ Yi Sang Xin. Và đó, giai đoạn đầu game khi mà chúng ta chơi Irithel ý là chúng ta cứ hèn thôi anh em, sẽ là bám len đứng lì ở trong bụi. Đó, xem trang bị của Irithel thì Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái cho anh em xem. Và cái bảng ngọc Mỡ sử dụng cho Irithel ở trong trận đấu này sẽ là bảng ngọc xạ thủ với cái điểm tài năng như anh em đang quan sát ở đầu video clip. Để anh có thể chơi. Ô, ở đây cô đó là cái vị tướng Carrier này, đánh hơi liều, ôi hổ báo. Tưởng ba bạn to, đám bạn không to như bạn nghĩ đâu. Mỡ có được cho mình đó là cái trảm phong kiếm, di chuyển, giữ vị trí, tốc độ. Thật ra là Mỡ thấy cái chiêu cuối của con Irithel khi mà gồng cái thần nỏ lên thì chạy nó cũng không nhanh lắm đâu anh em ạ.
nói là tăng tốc độ di chuyển đến từ cái chiều cuối thân nỏ, chứ mỡ thấy là nó cũng không nhanh lắm đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mỡ lên cho cái vị tướng Eritail này, cái item đầu tiên là cái tràng phong kiếm á, nên là cái tốc độ di chuyển cũng như là tốc độ của Eritail nó sẽ là nhanh chóng hơn. Và bên cạnh đó là cái tràng phong kiếm này sẽ cho Eritail được một cái lượng sát thương phép thuật đến từ cái món trang bị này, cho nên là mỡ nghĩ rằng là sẽ cải thiện được phần nào cái lượng trang bị của cái vị tướng Eritail này. Và sau đó là mỡ sẽ lên cái món đồ tiếp theo, hơi lag một tí và hơi delay âm thanh tí thì mỡ phải thoát ra, mỡ chỉnh lại chút xíu nha. Ok, rồi chúng ta sẽ nhồng ra đường giữa, bởi vì đường trên lính đang được đẩy cao. Lancelot đang có một cái màn trình diễn khá là tuyệt vời khi mà cả Lance lẫn Angela cùng với đó là cái vị tướng Katut Kaka đang có một cái màn trình diễn áp đảo đối phương, qua đó mang về cái mạng thứ 8. Nhưng ngay sau đó anh ta Lancelot đã bay màu, mỡ dồn sát thương vào đó là ui cái con này cứng thế, bắn không vào máu này. Cầm thanh tẩy bật té, bởi vì là carrier đã lên. Ui, mình bắn cũng có đến mức nào đâu, chí mạng toàn 500-600 như thế này mà bắn cái con hai lốt kiểu cứng vãi nồi, bắn không vào máu. Hai nốt lên gì đây? Ui, hình như là ông ý nên cái đồng hồ định mệnh anh em ạ. Ui, vãi núa anh em ạ, vãi núa, nó giàu đến mức nó lên cả đồng hồ định mệnh cơ. Đây là cái món trang bị nó hơi phá cách dành cho một cái vị tướng tanker như Hylos. Ok, cũng thích chơi gọi là Hylos Dam thì cũng được. Ok. Rồi chúng ta sẽ đứng trong bụi nhà, bởi vì là cái lượng máu của chúng ta còn không quá nhiều. Và thằng Yi Sang Si mà biết mỡ trong bụi là nó nhồng ra làm chơi mỡ ngay anh em ạ. Lượng máu của mỡ là không còn nhiều, nhưng đường dưới đã có thông tin vui báo về khi mà Carrier bị Angela hạ gục. Mạng hạ gục vẫn được dành cho team của mỡ. Trong cái trận đấu này thì mỡ hy vọng rằng là về giai đoạn cuối game thì Angela chịu khó nhập vào mỡ anh em ạ. Chứ kiểu cái tụi này nó đi team á, mà nó cứ tập nhập vào cái con Lance là cuối game mình cũng phải đánh cẩn thận. Bởi vì cuối game không có ai cover cho mình anh em ạ. Đấy rồi, mỡ thấy có chiêu cuối của Angela. Angela, mỡ biết ngay anh em ạ. Đấy, đôi khi team người vừa cờ lờ và cái kết, cái phát vừa xong Angela nhập vào mỡ là xong bố rồi. Thề với anh em luôn, mỡ thấy có rất nhiều những cái video clip có rất nhiều video clip mà mỡ up lên, mỡ cho anh em xem về Angela ở trên mạng. Kiểu mình chỉ cần họ nhập vào người mình thôi là mình hoàn toàn có thể có được một cái pha outplay và là lật kèo đối phương. Đó, tầm này thôi, chắc là mỡ ở trong tình huống vừa xong cũng là cái lỗi hơi sai của mỡ khi mà người ta đi team mà anh em, người ta đi ba, người ta đi team ba người thì người ta nhập vào bạn bè của người ta là cũng đúng rồi, làm sao trách người ta được nữa. Thật ra là nếu như mà một người chơi Angela lành nghề ấy, thì người ta sẽ biết được khi nào người ta nhập vào ai. Nhưng mà thôi, mỡ hiểu được vấn đề đấy, cho nên là mỡ sẽ không đánh quá hổ báo nữa mà sẽ đánh nó hơi mang tính chất lùng chút xíu. Chờ Katot cũng như là Lancelot và Angela nhiều người trong giao tranh và team bạn sái ra thương ý, thì lúc đấy chúng ta mới chơi. Ok, cái trang bị thứ hai mà mỡ sẽ lên cho cái vị tướng Eritail này sẽ là cái trang bị vô tận chiến thương anh em nha. Anh em có thể học cái cách lên đồ này của mỡ. Đây là một cái cách lên đồ về cái lối bắn nó khá an toàn, lượng đam nó không quá là tịnh tiến, nhưng bù lại cho cái vị tướng Eritail này đó là cái khả năng gia tốc đến từ cái tràng phong kiếm, và cùng với đó là cái khả năng hút máu và dùng sát thương trong giao tranh đến từ cái vô tận chiến thương. Ngoài ra vô tận còn cho cái vị tướng Eritail này mana được kênh em ạ, và cố được mạng gục của cái cô nàng Luigi bằng một cách nào đó, dùng sát thương hạ gục đi được carrier, mà hạ gục được dành cho Angela. Angela nhập vào mỡ, đây là một cái phép xử lý quá chính xác rồi anh em ạ. Và cuối cùng là thành viên ban mình của team bạn cũng đã phải nằm xuống, anh em thấy không? Có nhiều khi kiểu mình cái đoạn chat lúc nãy mà mỡ chat với cả Angela, mỡ không có ý trách móc quá nhiều đâu, mỡ chỉ bảo là kiểu sao không nhập vào tôi cái phát vừa xong ý, là Angela hình như không phải là cái người quá là bảo thủ, không phải là người quá bảo thủ đâu anh em ạ. Kiểu cô ta biết được rằng trong cái tình huống vừa xong ai mới là người cần nhập vào, cho nên là cô ta đã nhập vào mỡ. Ui, như vậy thì cái combo Angela với cả Eritail về giai đoạn cuối game nó có đồ, nó nhảy, nó bắn, nó vơn cho team bạn thì sơ mờ lờ luôn anh em ạ. Ok, đấy là cái viễn cảnh về giai đoạn cuối game. Còn thì giai đoạn đầu game chúng ta vẫn sẽ đi chung với đồng đội của chúng ta. Lance thì sẽ ra đây, nhường lại cho con Lance cái con rùa này anh em nha. Chúng ta sẽ từ từ xem có nên lấy rùa không. Thôi lấy rùa cũng được anh em ạ. Nói là nhường thôi, nhưng ở tầm này là mỡ chơi chiêu cuối của đó là Angela sắp sẵn sàng. Thế thì mỡ nhồng vào tầm này là hợp lý. Luigi tốc biến, và ở đây là đang có ba thành viên team bạn có mặt, đó là Carrier đang bị truy đuổi đến từ vị trí của Lancelot. Angela nhập vào Lancelot và Carrier phải lên bảng điểm số. Mỡ sẽ đi luôn cái đường này nha, bởi vì cái Luigi nó đang đặt kỹ năng kìa. Chúng ta đi cùng vào chúng ta sẽ bị làm choáng cùng luôn anh em ạ. Rồi Lancelot có được cái triple kill, anh ta đang gặp nguy hiểm. Gatot Kaka phải lên bảng điểm số, và Lancelot không có được cái mây nhạc. Mạng hạ gục được dành cho Angela, và mỡ đang có cho mình đó là cái mạng hỗ trợ thứ 6 ở trong cái trận đấu này. Nào, để mỡ có thể nhồng ra này. Mỡ có cái chiêu cuối này, mỡ có chiêu cuối thần đỏ này, mỡ sẽ ăn đi cho mình thật nhanh, đó là cái con bùa đỏ không Lancelot ăn được. Mỡ sẽ nhồng ra này, nhồng ra đến từ thần đỏ này, và wow, nghìn đam chí mạng nhảy lên. Mạng của Yi Sang Xin là thuộc về mỡ với cái chỉ số KDA đó là 3, 1 và 6. Đó là một cái chỉ số mạng hạ gục rất xứng đáng,
Bởi vì La Mỡ đã gọi là hỗ trợ nhiều rồi. Mẹ cầm xạ thủ mà hỗ trợ đến tận 6 mạng ngay từ phút thứ 10 như thế này thì không cho tôi ăn mạng thì là hơi phí. Ở thời điểm hiện tại thì cái lượng sát thương của Irithel nó vẫn chưa được đến cái ngưỡng đâu anh em nha. Đam của nó về cơ bản là bắn được thôi, chứ Irithel sẽ cần thêm khoảng độ một món đồ nữa thì mới khỏe. Và cái món đồ thứ ba Mỡ đang định lên cho Irithel đó có thể là cái chiến dù Berserker anh em ạ, để cho cái khả năng chí mạng của cái vị tướng này đạt được mắc tầm nhất. Và sau đó sẽ là những cái trang bị cuối cùng, đó là cái gươm tuyệt vọng, hoặc là sau đó là cái cung thần phong, để mà giúp cho Irithel có thể kháng được cái lượng sát thương vật lý đến từ Carrier, cũng như là những cái chất tường team bạn, đó là Yi San Xin. Bây giờ mới để ý là team bạn có hai xạ thủ anh em ạ. Một Carrier nó đi đường giữa và một Yi San Xin thì nó đi đường trên. Đang là giao tranh ở trong phần bùa xanh của team bạn có mặt ở đây, đó là các thành viên bên phía team của Mỡ. Mỡ nhảy ở hướng này vào, sát thương rồi là quá nhiều bàn mình lên bảng điểm số. Gatot anh ta không nhảy được vì một cái hiệu ứng nào đó, có lẽ rằng là cái hiệu ứng làm choáng của Luigi khiến cho anh ta phải ngừng sử dụng cái chiêu cuối. Nhưng đó là một cái pha giao tranh có thể nói là thành công khi team bạn bị đuổi về nhà và Mỡ có được cái mạng của cái vị tướng Banman. Và ở đây Mỡ có chiến diêu, Mỡ đứng ở cái góc quá tuyệt vời, Mỡ hạ gục đi được đó là Luigi, nhưng team bạn cũng đã hạ gục được Gatot Kaka. Team bạn mất đi 3 thành viên, chỉ còn lại 2 xạ thủ. Mỡ hoàn toàn có thể nhảy ngược lại nhồng lên này anh em này. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ này, tập trung này, tập trung này. Lancelot và Angela có lẽ rằng sẽ lùi về. Angela thì nấp ở kia, không biết rằng là nấp ở kia để làm cái gì, nhưng thôi, Mỡ sẽ di chuyển lên vào phần rừng của team bạn, lấy đi cho mình những cái tài nguyên, đó là cái con gấu đỏ. Rồi thì đường trên, Mỡ thấy Carrier ở đây, giờ thì có lẽ rằng đây là cái án tử của cô ta rồi. Kích hoa chiêu cuối, thân nổ trong tình huống này, nhảy vào và gồng làm chậm Carrier. Cô ta bị chí mạng quá đau, bắn 3 phát, trong số đó 2 phát đã là chí mạng rồi. Carrier bay màu chỉ sau 3 phát bắn, đến từ vị trí của một cái con Irithel nó đã có 3 món đồ lớn này thì... Một cái lời chia sẻ với anh em ý, là những cái vị tướng như kiểu Irithel, Leslie hay các thứ các kiểu ý, tụi nó yếu ở giai đoạn đầu game, cái đấy là không phủ nhận. Nhưng đến cái khoảng tầm giữa game hoặc là cuối game khi tụi nó có đồ ý, thì Mỡ nghĩ rằng những cái vị tướng xạ thủ mạnh ở meta hiện tại như kiểu Brody hay Yi San Xin các thứ các kiểu, nhìn con Irithel này cũng phải nể phần nào đấy anh em ơi. Và nhảy này, bắn này, chí mạng 2001, auto chí mạng, Luigi lên bảng đếm số mạng thứ 7 của Mỡ trong cái trận đấu này. Và Mỡ nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại những cái người chơi như kiểu cái chàng Angela này nhìn Mỡ tầm này thì chắc là auto nhập vào Mỡ thôi anh em ạ. Đó. Thì với cái việc được tăng sức mạnh đến từ cái chiêu cuối thần nỏ thì Mỡ có thể thấy rằng cái tốc độ di chuyển của Luigi, tốc độ di chuyển của cái vị tướng của cái anh chàng Irithel này, cô nàng Irithel này về cơ bản là có, nhưng mà không biết là nó có đáng kể hay không. Nhưng Mỡ đã lấy được cho mình đó là cái con lót sát thương dồn vào đến từ cái vị tướng hai lốt này quá nhiều. Và Mỡ bỏ hai lốt, mục tiêu của Mỡ sẽ là Yi San Xin. Mỡ có được cái mạng của anh chàng xạ thủ này và sau đó sẽ phải lùi về ở đây là hai lốt còn tí máu, hai lốt Mỡ phép được pi pi pi. Đó, chính xác là như vậy. Rồi mà Mỡ sẽ lùi lại tí nha. Và ôi, trao đổi đam, trao đổi sát thương. Yes. Đó là một cái pha trao đổi sát thương có thể nói là quá tuyệt vời. Khi mà Carrier team bạn, anh ta cứ nghĩ rằng anh ta đủ sát thương để mà có thể solo 1v1 với Mỡ. Nhưng đừng quên, đây là một cái con Irithel 3 đồ, cho dù nó không có until thần nổi thì cái lượng sát thương đến từ những cái đòn bắn thường của nó và được kích hoạt cái khả năng trừ giáp của chiêu 1 ý, là cực kỳ thốn và không phải dạng vừa. Như vậy là trong cái team vừa xong, đó là một cái pha trao đổi có lời dành cho Mỡ. Khi mà Mỡ ăn được lót này, Mỡ tiến 3 thành viên team bạn lên bảng điểm số, đó là Yi San Xin, đó là Hylos và đó là Carrier. Một vốn là 4 lời anh em ạ. Và ở thời điểm hiện tại, Mỡ đang là cái người chơi có lượng vàng cao nhất. Đang là quan sát Lancelot mùa, anh ta không hạ gục đi được vị tướng Yi San Xin và anh ta sẽ phải lùi về bởi vì Hylos đang truy đuổi anh ta. Đường trên là Yu Zhong đang đuổi Luigi và đường giữa là đang được phòng ngự đến từ cái vị tướng Yi San Xin. Mỡ sẽ vào đây lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ và có lẽ rằng cái người chơi Lancelot anh ta cũng sẽ hiểu được rằng ở thời điểm hiện tại bùa đỏ là nên được nhường cho xạ thủ mà thôi. Mỡ cầm được cái trang bị lớn thứ tư của mình, đó là cái gươm tuyệt vọng. Và trang bị cuối cùng của Mỡ sẽ là cái cung thần phong, một cái set đồ full dam của Irithel chơi ở mùa giải thứ 18. Và câu trả lời của Mỡ ở đây rằng là Irithel vẫn chơi được miễn cái vị tướng này có thể sinh tồn qua được cái giai đoạn đầu game rất là khắc khổ. Và Mỡ đã sinh tồn qua được anh em ạ. Và giờ chúng ta sẽ tiến hành tham gia giao tranh và kết thúc trận đấu này tại đây thôi. Ở đây có đó là cái vị tướng Carrier. Carrier đã lùi về được, Mỡ giữ vị trí bắn, Gatot tạo góc cho Mỡ bắn, Angela nhập hồn vào Mỡ và đang là truy đuổi, hai bắn, ba bắn bay màu, đó là cái vị tướng Luigi. Mỡ có được cái double kill ở trong cái tình huống vừa xong, đó là hạ cục được Banman cũng như là Luigi, hình như là như vậy anh em ạ. Và team bạn
sẽ phải toang ở trong cái trận đấu này. Bạch đỏ đến từ cái trụ đường dưới và lính đang được tràn vào, mang theo cái đợt lính được cường hóa anh em ơi. Lancelot anh ta đang muốn, anh ta đâm vào hơi sâu, anh ta đang quá là hưng phấn đi. Và có lẽ rằng anh ta được nhập hồn đến từ Angela. Mỡ có mặt ở đây, một bắn 3.200 đam chí mạng bay màu carrier. Và đó là cái mạng thứ 13 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Quả đó kết thúc tại đây thôi. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về vị tướng Irithel ở mùa giải thứ 18. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị và mang đến cho anh em trải nghiệm về cái vị tướng xạ thủ này, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Bảo anh em